Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021, thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những dòng hàng lan đẹp mới về để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg, đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Trước tiên để em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô hoàng thảo hoàng lạp ạ. Hoàng thảo hoàng lạp hàng cực kỳ là xanh tươi và đẹp như vậy ạ. Hàng rất là nhiều những cái thân lá mà đã cắt tỉa rất là kỹ, hiện tại thì cây đang bắt đầu lên những cái mầm non mới nữa luôn ạ. Em bán hoàng lạp này với giá là 130.000 cho 1 kg nhé. Còn bên này đây là dòng lan hạc vĩ. Dòng hạc vĩ này hiện tại đang lên mầm xanh mơn mởn như vậy đấy ạ. Dòng hàng dễ thuần dễ chăm, cực kỳ là sai hoa luôn. Rất là tiếc là hiện tại nó vừa mới đang qua mùa hoa xong rồi, cô chú anh chị về trồng chăm để đợi mùa hoa sau nhé. Hạc vĩ này em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng kiều vuông cánh trắng rất là xinh, hàng thân lùn rất là xinh với những chùm hoa cũng rất là to đấy ạ. Hàng này có thể kích hoa nở vào thời điểm Tết nhé. Vuông cánh trắng em bán với giá là 220.000 cho 1 kg kiều vuông cánh trắng. Bên này sẽ là dòng lan kiếm lô hội. Kiếm lô hội này thì đây là dùng dòng kiếm của vùng Cao Bằng, mà một số người khi mà sưu tầm kiếm lô hội thì cũng đã có thể bắt được những cái mặt van rất là đẹp. Kiếm lô hội này em bán với giá là 70.000 cho 1 kg thôi. Tiếp sang bên này đây là dòng lan bạch ngọc đuôi công. Hôm nay em về lô bạch ngọc đuôi công rất là đẹp luôn. Dòng lan bán sơn địa được coi là dòng địa lan đẹp nhất trong tất cả các dòng địa lan. Rễ vừa vừa tầm rất là xinh luôn, rất là khỏe đẹp như vậy đấy ạ. Bạch ngọc đuôi công em bán 300.000 cho 1 kg nhé. Và bên này là đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng rất là tiếc thì thời điểm hiện tại bây giờ là nó đã và đang qua mùa hoa xong rồi. Dòng này cực kỳ là sai hoa luôn, thân thì gần giống như gà dẹt nhưng mà khi mà nở hoa tất cả đều có bông hoa rất to và mắt nhung đen tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Rất là tiếc là nó đã qua mùa hoa xong rồi. Và gà của Cao Bằng quê em thì có lẽ là cái thời tiết nó khá là mát nên là hàng rất là xanh như vậy mặc dù nó đã qua mùa hoa. Đó thì gà dẹt của vùng Cao Bằng được coi là gà tròn chứ ạ. Thân thì giống gà dẹt nhưng mặt hoa hoàn toàn là gà tròn cô chú anh chị nhá. Mắt nhung đen cực kỳ là đẹp. Để cô chú anh chị sưu tầm với giá em bán hàng hôm nay bình thường em bán 200. Tuy nhiên cái hàng này nó vừa sổ hoa xong rồi nên là để lại cô chú anh chị có 190.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây thì em có cái dòng lan chỗ này là gà dẹt này. Kiều vuông mỡ gà đang lác đác vài nụ ở đây này. Hoàng thảo tam bảo sắc cái lô hàng này. Với cả một dây gà này nữa. Dây gà này hình như là gà dẹt sao ấy. Đó. Thì cả cái combo này em bán 60.000 cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây là dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cái hàng này hiện tại thì đang bắt đầu là sưng mắt nụ thôi. Nói chung là hàng thì không có điểm nào để mà chê được luôn. Đang bắt đầu là sưng những cái mắt nụ rất là đẹp luôn. Chưa nở hoa nên cô chú anh chị về sẽ được chơi một mùa hoa trọn vẹn. Dòng kiều tím miền Trung xanh mướt mắt cũng như là hàng thân lùn. Cắt tỉa rất là kỹ luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Và kiều tím này thì em xin phép được bán với giá là 380.000 cho 1 kg kiều tím miền Trung hay là kiều hồng. Bên này là một cái lô hoàng thảo dáng hương tam bảo sắc ạ. Dáng hương tam bảo sắc cái lô này thì về cô chú anh chị có thể ghép được 1-2 giò to. Đây là hàng Tây Bắc cô chú anh chị nhé. Cả lô này em bán 150.000. Và bên này đây là em có cái dòng lan hài. Đây là dòng lan hài kim. Dòng lan hài kim này thì thời điểm bây giờ nó cũng vừa mới qua mùa hoa xong và đang lên mầm rất là nhiều. Đang bắt đầu là lên những cái mầm non mới. Hài kim ạ, rất là tươi như vậy này. Cái dòng hài kim này thì hoa nó sẽ nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Hoa nó sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. Hàng rất là tươi, mướt mát như vậy này. Em bán hài kim này với giá là 250.000 cho 1 kg. Rất là siêng hoa, dễ dàng, rất là dễ thuần mà hoa thì lại đẹp cô chú anh chị nhé. Một dòng hài đáng sưu tầm ạ. Mà đặc biệt là nó lại nở vào thời điểm Tết ạ. 250.000 cho 1 kg em bán từ 0,3 kg trở lên. Và tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái lô Vanda phải nói là siêu siêu là VIP, rất là đẹp.
Cái lô vanda này thì cây cao khoảng tầm 40 cm, nhưng mà em thấy là ít khi mà có, từ đầu đến giờ khi mà em buôn lan thì em thấy là chưa có một cái lô vanda nào cây lại đẹp và cái bản lá to cô chú anh chị ạ. Cây cao thì không nói rồi, cao thì rất là nhiều lần nó hàng về cây cao. Tuy nhiên thì cái lô hàng này về thì không những chỉ cây cao mà còn bản lá còn rất là to cô chú anh chị nhá. Hàng này thì hứa hẹn khi mà sổ hoa thì phải nói là đẹp từ thân lá đến hoa, mà chưa ngắm hoa ngắm lá không đã mê rồi cô chú anh chị nhìn này. Đó, và một cái cây cây vanda như vậy ạ. Dòng vanda này thì hoa rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Hoa sẽ trên 10 cm cho một bông hoa, trên một một chùm hoa thì rất nhiều bông, nhưng cái bông hoa của nó sẽ độ to sẽ khoảng trên tầm 10 cm. Đấy, cái rễ thì bộ rễ thì cực kỳ là khỏe mạnh đẹp như vậy. Em bán 180.000 cho một cây vanda này cô chú anh chị nhé. 180.000 ạ. Và một cái loại lan thì em nghĩ rằng là cô chú anh chị rất đáng sưu tầm. Đó chính là dòng chồn trắng. Dòng chồn trắng, đây là dòng chồn trắng đột biến cô chú anh chị nhé, và nó chuẩn mặt hoa. Mặt hoa của dòng chồn trắng đây cô chú anh chị nhé, thì chuẩn mặt hoa và rất là đẹp. Nói chung là không, đây là dòng chồn trắng cấy mô của bên Thái. Tức là nó lấy mô từ những cây chồn đột biến ở rừng ấy ạ, bắt đầu là nhân lên thì cái hàng này là nó sẽ chuẩn mặt hoa như hàng rừng ạ. Hương thơm cũng như sắc đẹp, cũng như là chùm hoa rất là dài, mà thậm chí nó còn có nhiều những cái ưu điểm hơn so với cả hàng chồn rừng nữa, và rất là dễ thuần dễ chăm luôn ạ. Và một cái chậu chồn trắng rất là đẹp như thế này để cô chú anh chị sưu tầm ngắm những bông chồn trắng, khỏi phải mua những cái cây chồn rừng đắt đỏ giá trên cả chục triệu đồng. Thì ở đây mỗi một cây chồn trắng hàng đang nụ như thế này này, em xin phép được bán với giá chỉ 220.000 cho một cây chồn trắng hàng đang nụ cô chú anh chị nhé. 220.000 cho chồn trắng dòng hàng đang nụ này. Còn bên này thì chồn trắng là cây chưa nụ này, cây chưa, em chưa thấy có nụ, hoặc là cây nụ bị hỏng như vậy này. Về để cô chú anh chị chăm sóc cho những năm sau thì em sẽ bán với giá là 200.000. Và thực sự thì hết cái lô chồn này thì không biết là lô sau về có được cái hàng cây rẻ như vậy nữa hay không. Tại vì là cái hàng của em hiện tại đang hết rồi. Và hôm nay thì em cũng thấy có một người ở bên Thái người ta bán, và khi mà em hỏi giá thì đây cái giá sỉ đây, chồn trắng bao nhiêu thì đây ạ, giá là 460.000 cho một ngọn và một bảng từ 1 đến 3 ngọn. Thực sự là không dám nhập luôn cô chú anh chị nhá. Đấy là cái giá sỉ bên Thái, mà còn chưa nói đến là chuyển hàng từ đây về, chuyển từ đấy về mất rất là nhiều cước nữa. Thì cái hàng này thì bọn em cũng mua trực tiếp từ người Thái, còn đây là người Việt Nam ở bên Thái. Đó thì phải nói là cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm để được những cây chồn trắng cho mình rất là đẹp như thế này. Có 220.000 cho một cây chồn trắng hàng đang nụ thôi cô chú anh chị nhé. Em hiện tại cũng đang săn lô mới, nhưng mà không biết là có được cái lô rẻ như vậy nữa hay không, tại vì hiện tại thì đấy, giá nó đang cao như vậy. Còn bên này là bên này sẽ là dòng dáng hương đuôi cáo này, dáng hương đuôi cáo mà bông là bông cáo tím nhé. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông của nó. Đây ạ, bông cáo tím đấy ạ. Dòng cáo tím như này cô chú anh chị là để cô chú anh chị sưu tầm. Và mỗi một chậu cáo tím như thế này thì cái vòi bông của nó, đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Ôi, có những cây nó phân 3-4 nhánh như thế này luôn này. Nói chung là nếu mà không phân nhánh thì cái vòi hoa của nó cũng vươn rất là cao. Đây là những cái nụ, những cái nụ hiện tại đang có cây, đang có nụ về như thế này cô chú anh chị. Cái nụ của nó em đo thì có thể dài, độ dài của cái nụ này cần hoa này phải trên 40 cm. Cần hoa trên 40 cm, và một chậu chồn như vậy thì nó sẽ có khoảng tầm 2 cho đến 3 cây nhá. 2 cho đến 3 cây chồn chồn tím, à cáo tím như vậy. Và giá em bán để giao lưu cùng cô chú anh chị đó là 170.000 cho một chậu. Thì cái hàng này thì vận chuyển về nụ nó dài như vậy đấy ạ, nên là bọn em cũng sẽ không bao nụ đâu cô chú anh chị nhá. Chủ yếu em bán hàng cây giống thôi. Nói chung là đây, nụ thì dài tít tắp luôn, cái sắc hoa thì như vậy đấy ạ. 170.000 cho một chậu nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng cây được gieo hạt, nhân giống gieo hạt của từ những cây kiếm đột biến giá trị bậc nhất của rừng Việt Nam mình đấy ạ. Đây là dòng lan kiếm Phan Chí. Đây à, đây là dòng kiếm xanh Huế chứ. Hàng này đã đây là dòng xanh Huế tự thụ cô chú anh chị nhá. Được gieo hạt nhân giống ở nhà vườn của Việt Nam, chuẩn cây từ những cái quả kiếm xanh Huế, người ta gieo hạt lên và ươm trồng. Hiện tại thì trồng trong chậu này được 8 tháng rồi, cây rất là khỏe như vậy. Một chậu xanh Huế như thế này thì em xin phép được bán với giá là 120.000 cho một chậu. Còn bên này là dòng Phan Chí. Cây Phan Chí thì nó có phần là nhỏ hơn cây xanh Huế một chút xíu. Phan Chí thì cũng là dòng 8 tháng đấy ạ. Phan Chí 8 tháng này thì em cũng bán với giá 120.000. Và dòng Phan Chí này nó là một dòng kiếm phải nói là
nếu như là hàng tách thân, hiện tại nó là dòng kiếm giá trị thứ nhất, tức là mỗi một thân tách ấy, phải rơi vào vài trăm triệu cho một thân cơ. Còn bên này thì em còn có dòng xanh Huế, em còn có hàng cây nó nhỏ hơn, tức là dòng này chỉ 4 tháng thôi. Đó, dòng này chỉ 4 tháng của chú anh chị nhé. Một cây 4 tháng như vậy thì em xin phép được bán với giá là 80.000. Đó, thì xanh Huế em có hai loại, đó là loại 80.000 là 4 tháng và 120.000. Còn Phan Chí thì em chỉ có cái loại là 120.000 là loại 4 tháng thôi nhé. À, loại 8 tháng ạ. Đó, tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Pháp siêu nhiều mầm luôn ạ. Những cái chậu giả hạc Pháp này phải tầm trên 10 mầm cho một chậu này. Đó. Và cô chú anh chị về có thể ghép lại vào những cái bảng đi, hoặc là sang một cái chậu to hơn. Đến cuối năm đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một giò rất là to luôn, rất là to luôn nhé. Và một cái chậu giả hạc Pháp như vậy ạ, em xin phép được bán với giá chỉ 130.000 thôi. Và cái hàng này thì em đảm bảo cô chú anh chị về, cô chú anh chị sang chậu mới, hoặc là chăm đến cuối năm thì sẽ có một giò rất là khủng để và đẹp để mà chơi luôn. Giả hạc Pháp hoa nở thời điểm Tết đấy ạ. Còn bên này sẽ là những cái bảng hoàng thảo vôi Bắc nhé, chuẩn vôi Bắc cô chú anh chị nhé. Và một bảng như vậy thì từ 6-7 đầu ngọn trở lên. Đó, từ 6-7 đầu mầm trở lên như vậy. Hàng vôi Bắc thì cô chú anh chị nhìn thân già là biết luôn đấy ạ. Thân già nó khác với hẳn cả với hàng vôi Lào nhé. Vôi Lào thì cái thân nó sẽ không như vậy đâu, nhìn là biết ngay ạ. Và dòng vôi Bắc thì em một bảng vôi Bắc đẹp như vậy em bán 150.000. 150.000 để cô chú anh chị về chăm sóc, chơi hoa trong mùa sau. Và bên này sẽ là những cái giò sơn thủy tiên mập nù ú ụ, đã thuần được 2-3 năm nay rồi. Lên hiện tại đang lên rất nhiều mầm luôn, hứa hẹn cho mùa hoa rực rỡ cho mùa sau. Em bán 250.000 cho một chậu sơn thủy tiên này, về cô chú anh chị chỉ việc chăm thôi nhé. Sang bên này sẽ là những cái chậu vũ nữ. Dòng vũ nữ thì đây là tất cả những cái dòng vũ nữ này đều là hàng thuần của Việt Nam mình ạ. Nên là đảm bảo cô chú anh chị về trồng thì nó sẽ rất là dễ thuần, dễ chăm. Rất là dễ thuần luôn cô chú anh chị nhé. Trước tiên là dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Hoàng hậu xanh đây. Với những cần hoa rất là dài, thoải mái, cô chú anh chị có thể uốn tạo dáng theo cái sở thích của mình khi nó sổ hoa. Một chậu vũ nữ hoàng hậu xanh không có lớn nhưng có thể sổ được những cái bông hoa, những cái kết được những cái chậu hoa rất là đẹp như vậy. Hoa thì rất là bền nữa nhá, cô chú anh chị nhá. Dễ dàng, rất là dễ thuần luôn. Và một chậu vũ nữ hoàng hậu xanh này. Đây ạ, một chậu vũ nữ hoàng hậu xanh thì sẽ có 23 cái giả hành rất là nù bự như vậy. Thì em bán với giá là 140.000, 140.000 cho một chậu. Còn bên này sẽ là dòng lan vũ nữ Socola Baby. Vũ nữ Socola Baby đây ạ, mặt hoa của nó đây nhá. Mang hình dáng cô vũ nữ baby rất là đẹp luôn. Vòi hoa cũng vươn rất là cao. Và đây cũng là những cái chậu hàng đã trưởng thành, chuẩn bị cho hoa hết cô chú anh chị nhé. Ngắm thân lá không đã đẹp rồi ạ. Em bán 140.000 cho một chậu. Còn bên này sẽ là dòng vũ nữ bạch ngọc. Đây mặt hoa của nó cũng là những chậu đã thuần này cô chú anh chị này. Cái chậu vũ nữ bạch ngọc vòi hoa cũng vươn rất là cao và nó sẽ phân nhánh này. Ở những chậu vũ nữ bạch ngọc này một chậu thì nhiều thân nhiều tép như vậy. Em bán một chậu như thế này với giá cũng 140.000 cho một chậu. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan nù ta ly gieo hạt nhé. Nù ta ly hàng gieo hạt, hàng này đảm bảo đến mùa xuân tới cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa rồi. Sẽ được thưởng thức hoa rồi cô chú anh chị nhé. Cái dòng hàng này thì người ta được gieo hạt từ những cây nù ta ly có mặt hoa đẹp nhất, người ta nhân giống và gieo hạt đấy ạ. Nên là chắc là hứa hẹn cũng sẽ có, cô chú anh chị cũng sẽ sở hữu một cái giò nù ta ly rất là đẹp. Một chậu thì sẽ có một tầm 1 đến 2 mầm tùy theo cái độ cao lớn nhỏ khác nhau. Đây cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì hàng vẫn còn đang đi ngọn như vậy ạ. Một chậu như thế này em bán là 80.000. 80.000 cô chú anh chị biết là nù ta ly cũng là một dòng hàng mặt hoa phi điệp đẹp, rất là đẹp luôn. Thân lá đẹp, đây này cô chú anh chị này. Lá xếp rất là đẹp luôn. Đó. Sang bên này đây thì em có những cái loại lan mà em đã chia ra theo từng hình. Để cô chú anh chị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những cái hàng ưng ý nhất. Đây là cái dòng, trước tiên đây là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhé. Phi điệp 5 cánh trắng tinh và cái họng hồng rất là đẹp. Cái dòng hàng này thì hoa sẽ nở vào thời điểm Tết. Những năm trước đây thì Việt Nam mình chưa có thì chủ yếu nhập hàng Thái thôi. Cây nó sẽ không được cứng cáp đẹp như thế này đâu ạ. Còn cái hàng này là hoàn toàn của Việt Nam mình và cây rất là cứng cáp như thế này cô chú anh chị này. Mà trước đây là giá của nó rất là đắt đỏ, mỗi một thân khoảng tầm 300.000 khi mà nó 1-2 năm trước đây thôi. Nhân giống còn ít ạ, hiện tại thì nhà vườn của mình đã nhân giống được nhiều nên là giá của nó rất là nhẹ nhàng để cô chú anh chị sưu tầm luôn. Em có đây, em có đây này, nếu như cô chú anh chị đã nào được sưu tầm từ 1-2 năm trước thì sẽ biết luôn.
Cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này, hai thân này đang đi ngọn cực đẹp luôn, hiện tại dài khoảng tầm 35-40 cm rồi, hứa hẹn đến cuối năm khoảng tầm dài khoảng tầm 6-70 cm. Em bán cái giò này với giá là 240.000 nhá, là hình số 1. Hai thân phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Giò số 2, phi điệp 5 cánh trắng họng hồng số 2 cũng là giò hai thân, em bán cũng 220.000. Hình số 3, giò này có đến 4 thân luôn ạ. 4 thân này em bán là 250.000 nhá. Và tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này thì một thân cao và rất nhiều thân mầm ngắn ở dưới này. Em bán hình này với giá 270 này. Tiếp là hình số 5. Hình số 5 này thì em có đây, một giò này có 3 thân đẹp như vậy, em bán 250.000. Và tiếp sang bên này đây là hình số 6. Hình số 6 này em có 3 thân rất là cao, rất là đẹp này. Hình này em bán 260 này. Bên này thì em có hai giò ý ngọc. Hai giò ý ngọc này về cô chú anh chị thưởng thức hoa cũng như là làm giống luôn. Hiện tại đang lên mầm rất là nhiều này. Ý ngọc nhé cô chú anh chị nhé. Giò ý ngọc số 7 em bán luôn là 160.000 thôi ạ. Ý ngọc số 8 này, ý ngọc số 8 đây cô chú anh chị đang lên mầm rất là xanh. Một cây thì đang chuẩn bị bung lụa rồi. Đó, cái hình này em cũng bán với giá là 160.000. Và sang bên này sẽ là những cái hình gà đột biến để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Những cây gà đột biến, đây là hàng gà rừng ạ. Đùi gà hàng rừng và đột biến mặt hoa rất là đẹp như thế này. Để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Mùi hương của nó thì rất là dịu êm, rất là tuyệt vời luôn ạ. Cái dòng gà rừng đột biến này thì thực ra ấy thì cũng có khá là lâu rồi. Tại vì cái cây này ấy thì là người ta khi mà nhận được cái cây đột biến này thì người ta nhân giống lên. Nên là hiện tại nó cũng có khá là nhiều. Nên là cô chú anh chị thoải mái sưu tầm với giá rẻ nhá. Em có cái hình này em gọi là cái hình số 9 ạ. Hình này thì hiện tại nó rụng hết lá này. Nhưng mà thân thì hoàn toàn tơ và rất là khỏe cô chú anh chị nhá. Cái hình số 9 này thì em xin phép được bán với giá là 380.000 cho hình gà trắng. Gà trắng đột biến ở đây ạ. Không phải cứ mình bắt được cái mặt hoa mới là giá trị. Nói chung quan trọng là em nghĩ rằng là mình được thưởng thức những cái bông hoa đẹp. 380.000 thì cô chú anh chị sưu tầm cái giò gà trắng này. Là hình số 9. Tiếp theo là hình số 10. Hình này em bán không có hoa trên thân nhưng bảo hành cô chú anh chị. Thân này cũng tơ tít này, đang mầm này. Hình này em bán 200.000 cô chú anh chị nhé. Có 3 nhánh này 200.000 ạ. Tiếp sang là hình số 11 ạ. Hình số 11 là một dề như vậy cũng đang có hoa trên thân cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Trắng không tì vết rất đẹp. Trời ơi, hoa rất là dịu êm luôn. Hình tiếp theo là hình số 11 này em bán với giá là 380 cho hình này nhá, cho cái dề này đấy ạ. Mà sang tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 này em cũng bán với giá là 380.000 cho hình số 12. Đang có hoa ở trên thân đây. Trắng tinh tươm đây, mầm gốc đang lên này. 380 cho hình số 12. Hình số 13. Hình số 13 này là 390 này cô chú anh chị này, kỳ trên thân rất nhiều, mầm gốc cũng đang lên này. 390 cho hình này này. Tiếp theo là hình số 14 là 360.000 cho hình này. Không có hoa trên thân nhưng bảo hành cô chú anh chị nhé. Hình số 15, hình này thì rất là đẹp luôn, rất là nhiều thân đẹp như thế này này. Kỳ ở trên thân rất nhiều luôn ạ. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 400.000 cho hình số 15 này. Hình số 16, cái hình này cũng đang hoa, có 3 nhánh, 3 thân tơ tít đẹp như thế này. Cái hình này em bán với giá là 280.000 ạ. Sang bên này sẽ là dòng kiếm va hàng tách thân để cô chú anh chị sưu tầm. Trước tiên là dòng kiếm kim long, cô chú anh chị cùng quan sát cho em. Mặt bông kiếm kim long đẹp xuất sắc luôn, bông hoa cánh bầu to và cái màu sắc rất khuôn bông hoa cực kỳ là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Dòng kiếm kim long ạ. Trước đây mỗi một thân 1-2 năm trước đây thì mỗi một thân kim long này giá của nó phải vài triệu cơ. Hàng thì vừa đẹp từ thân lá đến hoa cô chú anh chị nhé. Và đây là hình số 17 ạ. Hình số 17 kim long. Hàng côn lùn bản lá rất là to luôn cô chú anh chị này. Lá bóng láng mượt mà như vậy đấy ạ. Hình kim long này em bán với giá là 2.400.000 nhá. Là hình số 17 ạ. Hình số 18 cũng là một cái thân kim long đấy ạ. Thân kim long này thì đang nụ, không biết là có thể thưởng thức hoa được hay không. Bởi vì tách ra như vậy thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng. Cái thân kim long này em bán với giá là 1.400.000. Và một cái dề kiếm duy nhất. Đây là kiếm trắng hoàng liên. Trắng hoàng liên khuôn bông hoa, cánh hoa bay cong đẹp tuyệt vời như thế này. Bầu rất là đẹp luôn, không điểm nào chê được cái trắng hoàng liên cực đẹp này. Cái dề trắng hoàng liên có 3 thân ạ. Một thân và hai măng đã mở lá rất là đẹp như thế này. Cái hình này thì em xin phép được bán với giá 2 triệu cho cô chú anh chị mình sưu tầm nhé. Này thì em có một số hình đai châu này. Hình đai châu số 20 ạ. Hai cây châu bản lá mít ạ.
to đẹp như vậy ạ. Hình này em xin phép được bán 300.000 ạ. Hình tiếp theo, hình số 21. Hai cây trâu này em bán với giá là 230.000 nhá. Và hình số 22. 22 này có hai cây trâu cũng là hàng bản lá mít, có lỗi lá nhẹ. Bản lá rất là to luôn, lỗi lá nhẹ, hình này em bán 230.000. Và sang bên này sẽ là những cái hình hài Vân Nam, những cây hài Vân Nam ngày một khan hiếm dần. Những bông hài Vân Nam đẹp một cách xuất sắc như thế này, cô chú anh chị nhìn cho em. Rất là dễ thuần, dễ chăm, một dòng hài đẹp mà rất dễ thuần cô chú anh chị nhá. Hoa thì phải nói là không có điểm nào để mà chê được luôn. Cây hài Vân Nam ạ, hiện tại thì em thấy là nhiều nơi người ta bán cây to ấy, rơi vào khoảng tầm 50.000 cho một cây. Nhưng mà hàng của em thì cũng khá là nhiều nên là em sẽ chia hình để bán như thế này thôi. Để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Hình số 23, em có một cái hình hài Vân Nam này, có tổng tất cả lên đến 13 cây nhá. 13 cây khỏe khoắn đẹp. Hiện tại cây đang bắt đầu là lên những cái mầm mới nên là cô chú anh chị về trồng thì quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cái hình hài Vân Nam số 23 này em bán với giá là 220.000 thôi, có đến 13 cây. Đó, 13 cây tính ra mỗi cây chưa đến 20.000 cô chú anh chị mình nhá. Tiếp sang bên này đây là hình số 24 ạ. Là có 8 cây rất là to luôn, mầm miếc đang bắt đầu bắn là mầm luôn. Cái hình này em bán với giá 200.000. Hình tiếp theo hình số 25. Hình số 25 này đây cũng ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn mầm yêu. Cái hình này thì em có tất cả là không phải là 5 cây nữa mà là nó có 5 rề luôn. Cái hình này em bán với giá là 200.000 này. Hình tiếp theo là hình số 26. Hình số 26 này em có 4 cây. 4 cây ạ. Không phải 4 cây mà là nó rơi vào khoảng 4 rề. Cái hình này em bán với giá bao nhiêu nhỉ? 190.000. Tiếp theo là hình số 27. Hình này 5 cây rất là to luôn ạ. 5 cây rất là đẹp to như vậy đấy ạ. Nếu mà bán cây 50.000 thì cũng rơi vào 250.000 đúng không ạ? Hình này em xin phép được bán với giá 170 này. Và tiếp sang bên này đây là hình số 28. Hình số 28 nguyên một rề này. Nguyên một rề như vậy cô chú anh chị nhá. Dạ, đang lên mầm sinh không cô chú anh chị này. Nguyên một cái rề này em bán 150.000 này. Hình số 29, hình này có 5 cây ạ. 5 cây này em chỉ bán 150.000 thôi cô chú anh chị này. Cây nhỡ rất là đẹp. Và hình tiếp theo là hình số 30. Cái hình này em có tất cả cũng 5 cây ạ. 5 cây này em bán với giá là 180.000 này. Hình số 31 cũng 5 cây. 5 cây rất xinh như vậy đấy ạ. 5 cây này em bán với giá là 180.000. Hình số 32 là 7 cây, 170.000. 7 cây nhưng mà sẽ có cây nhỏ em bán 170.000. Bên này thì em có kiểu tím. Kiểu tím thì em có bán hàng cân, hoặc cô chú anh chị có thể chọn hàng theo hình nhá. Cũng được cô chú anh chị mình nhá. Thì cũng đều ngang giá cả thôi. Hình này em có, em gọi đây là phần số 1 ạ. Kiểu tím phần 1 đây. Em bán 220.000 cô chú anh chị được giò to hình luôn, xanh lá đẹp như thế này. Hoặc cô chú anh chị mua hàng cân cũng được, tùy cô chú anh chị nhá. Tiếp theo phần 2, xanh mướt mắt như vậy này. Thì cô chú anh chị mua hàng cân nó cũng không kém cạnh gì đâu. Cô chú anh chị nhìn hàng xanh biếc như vậy kia là biết rồi. Hình này là hình số phần số 2, với giá em bán là 240. Nhưng mà nói chung là cô chú anh chị cứ mua, nếu như yên tâm thì cứ mua hàng cân đi, hoặc là không thì cứ chọn hình như vậy này. Hình số phần số 3 em bán là 200.000. Đây em có hai phần hoàng thảo môi tua, mỗi một phần em bán nốt 60.000 cho một phần môi tua. Mai bán đây ạ, 60.000 cho một phần to môi tua rất là nhiều như thế này. Và bên này thì em có những cái chậu 5 cánh trắng võ tòng, để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Hàng chuẩn mặt hoa cô chú anh chị nhá. Tại vì hàng này là em nhập ngay cái nhà vườn mà người ta là cái nhà vườn sổ ra cái mặt bông võ tòng này đấy ạ. Là hàng 5 cánh trắng lưỡi bệt ạ, rất đáng sưu tầm. Cô chú anh chị nào muốn lấy thì em sẽ gọi giao lưu trực tiếp với em. Thì cái giá nó chỉ rơi vào triệu hơn cho đến 2 triệu cho một ki một mầm như vậy thôi. Em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan nhé. Em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1kg và rêu rừng là 50.000 trong 1kg ạ. Có các loại phân thuốc này, Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp, Atonic 10.000 trong một gói, Duy đỏ 60.000 và Duy xanh là 50.000 trong một ống ạ. Atonic là 10.000 cho một gói này, B1 Thái là 40.000 cho một lọ này, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ, và siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ, Rotin đặc trị thối nhũn, sát khuẩn 150.000 cho một lọ, ba loại phân bón lá dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ này, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ, Kinkinbum đặc trị thối nhũn của Thái, này. Kinkinbum này em bán 25.000 cho một lọ chứ. Cát tan mới là đặc trị thối nhũn của Thái ạ, với giá 35.000 cho một lọ nhá.
Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm cực kỳ là hữu hiệu với giá 15.000 cho một gói 100g. Và cái hộp này với giá là 130.000 cho một hộp khối lượng 1kg. Và bên này sẽ là cái dòng phân bón dạng túi lọc có 20 túi lọc bên trong, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển, kích thích ra rễ cực mạnh. Một hộp phân bón túi lọc như vậy em bán với giá là 35.000 cho một hộp phân bón chùm quế này. Nguyên chất nhá, đã qua xử lý rất là nghiêm ngặt. Một cái gói như vậy em bán với giá là 35.000 cho một gói. Cái dây buộc lan rất là tiện dụng cho cô chú anh chị ghép lan luôn đấy ạ. Chiều dài 100m có dao cắt kèm theo cô chú anh chị nhá. Thì một cái cuộn dây buộc lan một chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng này. Cô chú anh chị sẽ làm rất là tiện dụng luôn khi cô chú anh chị ghép lan đấy ạ. Em bán 35.000 trong cuộn này ạ. Em có thêm sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, một lọ 10ml em bán 40.000 cho một lọ. Cô chú anh chị thử thưởng thức một lần cái dòng cái mùi hương của dòng tinh dầu hồi này, chắc chắn sẽ làm cô chú anh chị rất là hài lòng với cái mùi hương thơm của nó, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu, an thần rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức cái mùi hương của nó. Ngoài cái cô chú anh chị khi thưởng thức cái mùi hương tạo cô chú anh chị cảm giác thư giãn tuyệt vời đó, thì nó có rất nhiều tác dụng như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, giảm đau rất là hiệu quả, rất nhiều công dụng dược liệu tuyệt vời khác nữa cô chú anh chị nhé. Ngoài ra thì em có thêm những cái đặc sản của vùng Cao Bằng ạ. Miến thì 100.000 cho 1kg, hà thủ ô đỏ 300.000 cho 1kg, sim khô 100.000 cho 1kg, chuối hột khô 100.000 cho 1kg, hoàng tinh 200.000 cho 1kg, ba kích khô 450.000 cho 1kg, chè sân mật hồng sâm 150.000 cho 1kg, có 2 túi, cô chú anh chị lấy 1 túi nuột nửa cân như vậy sẽ là 80.000 cho 1 túi. Có tầm gửi cây chanh 230.000 và tầm gửi cây nghiến là 190.000. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip.